Đại dịch Corona đang truyền vào trong nước ta. Đánh giặc Corona vì cuộc sống cho một nhà. Không đến nơi đông người để dịch bệnh dễ lan ra. Nghi nhiễm cần kịp thời mau đi khám cách ly xa. Đánh giặc Corona, đoàn kết toàn dân ta. Đánh giặc Corona, từ trẻ đến người già. Đánh giặc Corona, ngành y là xung kích. Thể quyết thắng đại dịch, hòa chung một bài ca. Mọi người khi đi ra nên đề phòng cho chính ta. Nhớ khẩu trang ta mang vì lợi ích ta an toàn. Nên nhớ khi đi về là cần rửa kỹ đôi tay. Ai cũng vì cộng đồng không lây nhiễm Corona. Đánh giặc Corona, đoàn kết toàn dân ta. Đánh giặc Corona, từ trẻ đến người già. Đánh giặc Corona, ngành y là sung kích. Thể quyết thắng đại dịch, hòa chung một bài ca. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thường trực Thị ủy Nghi Sơn làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo chủ chốt của phường Hải An về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý 1, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm năm 2021. Ban chỉ đạo 35 thị xã nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới cho thành viên Ban chỉ đạo 35 thị xã, cộng tác viên dư luận xã hội, bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thị ủy và thành viên Ban tuyên giáo Đảng ủy các xã phường. Xã Cát Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đây là nội dung chi tiết. Công điện của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn điện, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, thủ trưởng các cơ quan ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, các đơn vị, tổ chức và các doanh nghiệp trên địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn ghi nhận 2 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19, gọi là F1. Tại xã Anh Sơn, trường hợp F1 đi cùng xe với bệnh nhân dương tính COVID-19 ở Hà Nam, bệnh nhân 2899, cụ thể là anh Lê Văn Tư, nam, sinh năm 1988,
nghề nghiệp là lao động tự do. Địa chỉ: Thôn Khiếu, xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn. Ngày 29 tháng 4 năm 2021 đã được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thanh Hóa. Đã truy vết, phân loại được 12 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp F1, gọi là F2. Tại phường Nguyên Bình, chị Nguyễn Thị Liên, nữ, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1998, tổ dân phố Sơn Thắng, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, nghề nghiệp là công nhân công ty Panasonic Bắc Thăng Long, Hà Nội, là trường hợp F1 của bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Ngọc, người cùng công ty, đã có xét nghiệm dương tính lần 1. Vào hồi 19 giờ 15 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021, chị Liên ở Hà Nội đi xe ôm ra bến xe, lên xe Trường Hằng về quê, xuống xe vào hồi 3 giờ 15 phút ngày 30 tháng 4 năm 2021 tại cà phê Hồng Năm, xã Hải Yến, được mẹ đẻ đón về nhà. Chiều ngày 30 tháng 4 năm 2021 đã được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung số 1, trạm y tế Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn theo quy định. Đã truy vết, phân loại được 9 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp F1, gọi là F2. Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn và tiếp tục thực hiện công điện số 541 CDTTG ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19 và công điện số 07 CDUBNC ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan ban ngành đoàn thể trên địa bàn thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và các đơn vị, tổ chức và các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau đây. 1. Các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, các lực lượng tiếp tục cảnh giác cao với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra với phương châm phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình. Trước mắt, tập trung cao độ triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại chỉ thị số 01 CTTU ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ thị số 04 CTUBNC ngày 21 tháng 1 năm 2021 và kế hoạch số 51 KHUBDC ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kế hoạch số 309 KHBIT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Bộ Y tế. 2. Các phòng, ban, ngành, đơn vị và các xã phường quyết liệt chỉ đạo, thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch sau đây. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo yêu cầu của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn quản lý, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng chống dịch. Chủ động cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh các phương án, kịch bản, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống của dịch có thể xảy ra. Tiếp tục hạn chế các sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp, nếu tổ chức, phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Và thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khai báo y tế theo đúng quy định. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục tổ chức chặt chẽ, đúng các quy định, pháp luật trong việc nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế, sau cách ly, sẵn sàng mở rộng tiếp nhận, cách ly các đối tượng nhập cảnh phù hợp với năng lực của thị xã và diễn biến tình hình dịch. 3. Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, Đồn Biên phòng Hải Hòa, Công an thị xã tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tăng cường rà soát phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn,
xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. 4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cho các sự kiện văn hóa, lễ hội, du lịch, thể thao trên địa bàn thị xã, nhất là tại các khu du lịch biển. Kịp thời tham mưu, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã các biện pháp phù hợp để kiểm soát phòng chống dịch trong các sự kiện có tập trung đông người trên địa bàn theo tình hình dịch cụ thể. Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong các hoạt động du lịch, có danh sách đầy đủ kèm số điện thoại của từng du khách để có thể nhanh chóng điều tra, truy vết, cách ly phòng chống dịch khi có dịch xảy ra. Chủ trì phối hợp với ngành y tế, các ngành liên quan và các xã phường thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá các tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch do Bộ Y tế quy định, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về phòng chống dịch, chú trọng truyền thông về thực hiện thông điệp 5K, cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế nCoV, ứng dụng Bluezone cảnh báo nguy cơ. 5. Đối với Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn và phường Nguyên Bình, tiếp tục truy vết sớm, triệt để các đối tượng F2 và chỉ đạo quyết liệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, bắt buộc thực hiện cách ly các đối tượng F2 tại nhà hoặc nơi lưu trú, công khai người đang thực hiện cách ly. Khẩn trương rà soát, lập danh sách các trường hợp F3 và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch. Phải tự theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân hàng ngày theo quy định. Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế công lập nơi gần nhất để khám và được tư vấn sức khỏe. Các trường học trên địa bàn phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, nhất là việc đeo khẩu trang, khử khuẩn tay và khai báo y tế. Hàng ngày, trước 10 giờ, báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thị xã qua Phòng Y tế. Phòng Y tế tỉnh xa a.gmail.com. 6. Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động áp dụng các biện pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, đồng thời không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch tại các khu vực công cộng, các khu vực tập trung đông người, nhất là tại các khu vực trọng điểm như bệnh viện, trường học, chợ, siêu thị, điểm diễn ra các sự kiện, lễ hội tập trung đông người. Các xã phường ven biển và các địa phương có hoạt động du lịch trong mùa du lịch biển năm 2021, căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể của địa phương mình, có kế hoạch tăng cường thực hiện các biện pháp cụ thể, có hiệu quả phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn trong mùa du lịch biển năm 2021. Định kỳ hoặc khi có diễn biến mới về dịch bệnh, các xã phường báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thị xã qua Phòng Y tế, Phòng Y tế tỉnh xa a.gmail.com. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức, các lực lượng trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường nghiêm túc thực hiện. Chủ tịch đã ký Nguyễn Tiến Dũng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 4, đoàn giám sát của tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã Nghi Sơn. Tham dự đoàn giám sát có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tiếp và làm việc với đoàn về phía thị xã Nghi Sơn có đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử thị xã; đồng chí Trường Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Phó Ban Chỉ đạo bầu cử thị xã; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy. Sau khi giám sát việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường và công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Hải Lĩnh, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Phạm Thị Thanh Thủy cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử thị xã Nghi Sơn. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử thị xã Nghi Sơn, sau các bước hiệp thương theo đúng quy định, đến nay, thị xã đã lập danh sách chính thức 70 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, 1.178 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã phường nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiến hành niêm yết danh sách hơn 171.600 cử tri tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã phường và khu vực bỏ phiếu. Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chỉ đạo Bầu cử thị xã tập trung lãnh đạo các ngành khối nội chính, các xã phường, tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tập trung giải quyết xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc nổi cộm phức tạp, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Đến nay, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử thị xã Nghi Sơn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn chỉ đạo Ủy ban Bầu cử, Mặt trận Tổ quốc thị xã tiếp tục bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra, như lãnh đạo chỉ đạo các xã phường niêm yết danh sách ứng cử viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm được tiểu sử từng ứng cử viên, tăng cường bố trí lực lượng, phân công cán bộ, công chức về xã phường, các khu vực bỏ phiếu để hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ thời điểm trước và trong ngày bầu cử, triển khai công tác kiểm tra, giám sát bầu cử, quan tâm giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý kịp thời các đơn thư theo quy định nhằm đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 28 tháng 4, đoàn công tác của Thường trực Thị ủy Nghi Sơn do đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ và cán bộ chủ chốt phường Hải An về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý 1, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thị ủy, các phòng ban đội, đoàn thể thị xã. Trong quý 1 năm 2021, cấp ủy chính quyền phường Hải An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, công tác phòng chống dịch bệnh, quản lý đất đai, công tác thu ngân sách, thành lập doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2021. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, công tác chuẩn bị các bước quy trình về bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo về thời gian và thực hiện đúng quy định. Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, trưởng các phòng ban đội thị xã đã phân tích, làm rõ nguyên nhân của những khó khăn vướng mắc và đưa ra một số giải pháp để phường Hải An tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường công tác phối hợp thực hiện trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã ghi nhận những kết quả phường Hải An đạt được và chỉ ra một số tồn tại hạn chế của phường trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hải An tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết, thống nhất cao, đổi mới phương pháp làm việc theo hướng sáng tạo, trọng tâm, trọng điểm và quyết tâm, quyết liệt. Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, tăng cường quản lý đất đai, đẩy mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, phối hợp với các phòng ban ngành có liên quan, rà soát các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện tốt công tác tích tụ, tập trung đất đai năm 2021, nhân rộng các mô hình trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế cao, mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh, vận động thành lập doanh nghiệp, quan tâm công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản,
đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hải An cần tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Trước mắt là tổ chức học tập quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thực hiện đúng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ công chức gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ còn lại của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Trương Bá Xuyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đề nghị các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Nhân dân thị xã tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc để phường Hải An hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. Sáng 30 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Phòng Y tế thị xã, chiều ngày 29 tháng 4 năm 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị xã Nghi Sơn nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về trường hợp F1 là anh Lê Văn Tư có địa chỉ tại thôn Kiếu, xã Anh Sơn, đi cùng chuyến xe khách với bệnh nhân dương tính COVID-19 số 2899 tại tỉnh Hà Nam. Theo điều tra dịch tễ, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2021, anh Lê Văn Tư là lao động tự do tại Đà Nẵng lên xe khách Tân Kim Chi biển kiểm soát 43B04878 cùng chuyến xe với bệnh nhân COVID số 2899 đi từ Đà Nẵng ra Bệnh viện Bưu điện Hà Nội. Trong quá trình di chuyển có đeo khẩu trang và không nói chuyện với ai trên xe. Đến 13 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2021, anh Tư về nhà tại thôn Kiếu, xã Anh Sơn, sau đó đến Ủy ban Nhân dân xã và nhà bố vợ. Đến sáng ngày 23 tháng 4 năm 2021, anh bắt xe đi Bệnh viện Bưu điện Hà Nội. Đến chiều ngày 29 tháng 4 năm 2021 thì bắt xe về nhà. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh và Trung tâm Y tế thị xã Bìm Sơn đưa anh Lê Văn Tư đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, ngay sau khi xe khách từ Hà Nội chở anh Tư về đến thị xã Bìm Sơn. Hiện tại tình trạng sức khỏe bình thường và đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Qua tiến hành điều tra, truy vết, có 12 trường hợp F2 trong một gia đình tại thôn Kiếu, xã Anh Sơn đã tiếp xúc với anh Lê Văn Tư, hiện đã được cách ly y tế tại nhà. Ngành y tế thị xã Nghi Sơn và xã Anh Sơn đã thực hiện việc phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại gia đình F1, đồng thời tiếp tục truy vết F2, F3 và lập danh sách cách ly tại gia đình. Phát biểu tại hội nghị họp khẩn, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn yêu cầu ngành y tế thị xã cần xây dựng ngay kịch bản chi tiết cho xã Anh Sơn để triển khai công tác phòng chống dịch trong trường hợp F1 thành F0 để xã có kế hoạch chủ động phòng chống dịch. Đối với xã Anh Sơn, tiếp tục phối hợp với các ngành của thị xã thực hiện điều tra truy vết F2, F3, đồng thời thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp F2. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chỉ đạo trường tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại nhà trường và yêu cầu cách ly tại nhà đối với các học sinh thuộc trường hợp F2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã phối hợp với ngành văn hóa thông tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn theo khuyến cáo 5K, đồng thời thành lập ngay một đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch các nhà hàng khách sạn tại khu du lịch Hải Hòa, từ đó góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 4, Ban chỉ đạo 35 thị xã Nghi Sơn tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới cho gần 200 cán bộ là các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 35 thị xã, các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội thị xã,
bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thị ủy và thành viên ban tuyên giáo đảng ủy các xã phường. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo thị ủy nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, sau khi có nghị quyết số 35 NQTU ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Tuy nhiên, các thế lực thù địch phản động chưa bao giờ từ bỏ ý đồ chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị tiếp tục sẽ có những thông tin xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước. Đồng chí Trưởng ban tuyên giáo thị ủy đề nghị các đồng chí học viên ý thức rõ trách nhiệm, học tập theo tinh thần chủ động, tự giác, theo sự gợi mở, định hướng của các báo cáo viên. Trong quá trình học tập, các đồng chí học viên cần lưu ý gắn lý luận với thực tiễn công tác. Tại hội nghị, các học viên đã được nghe Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Thiếu tá Hoàng Trung Hiếu, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng truyền đạt hai chuyên đề gồm nhận diện những phương thức, thủ đoạn chống phá hiện nay và phương pháp, kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, kỹ năng khai thác, sử dụng các giải pháp kỹ thuật trong đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên Internet, trên mạng xã hội. Thông qua lớp tập huấn, giúp cán bộ từ thị xã đến cơ sở trên địa bàn thị xã Nghi Sơn nâng cao nhận thức, kỹ năng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân, đề cao cảnh giác, chủ động, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, từ đó tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của thị xã Nghi Sơn. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 27 tháng 4, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tập huấn triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thị xã đợt 1 năm 2021. Tại buổi tập huấn, cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Nghi Sơn, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực, trạm y tế các xã phường được nghe lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn truyền đạt các nội dung, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca, hướng dẫn tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19, hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ theo thông tư 51 của Bộ Y tế. Thông qua tập huấn, cán bộ nhân viên y tế trực tiếp tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thị xã đợt 1 năm 2021 đã được cung cấp các kiến thức, kỹ năng tiêm vaccine COVID-19 để triển khai tiêm theo đúng yêu cầu, an toàn và hiệu quả. Được biết, đợt tiêm phòng vaccine COVID-19 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn diễn ra trong 2 ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 5 năm 2021 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực. Để đợt tiêm phòng đảm bảo theo kế hoạch đề ra, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn đã và đang khẩn trương triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. Bác sĩ Nguyễn Văn Thiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn cho biết. Để thực hiện tốt được an toàn cho cái chiến dịch tiêm đợt này, thì Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn đã tiến hành rà soát đối tượng triệt để, báo cáo ban chỉ đạo và tập trung lực lượng chuẩn bị cho triển khai tiêm chủng. Trung tâm y tế đã phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị cơ sở hạ tầng, thuốc men, vật tư y tế tiêu hao một cách đầy đủ, tập huấn cho các nhóm đối tượng triển khai một cách là triệt để rồi có được cái triển khai an toàn nhất.
Bệnh viện Đa khoa khu vực và Bệnh viện Quốc tế Nghi Sơn đã chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện về sơ cấp cứu chú đáo để sẵn sàng giải quyết tất cả những cái trường hợp phản ứng hoặc là có sốc với thuốc. Trước cái tình hình diễn biến phức tạp của dịch trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như là các nước láng giềng của Việt Nam, thì cũng đề nghị nhân dân của chúng ta là tiếp tục là chủ động trong cái phòng chống dịch COVID-19 với những làn sóng tiếp theo có thể bùng phát tại Việt Nam. Và để thực hiện tốt điều đó thì tiếp tục triển khai là triệt để cái 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ngày 27 tháng 4, Công đoàn Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn tổ chức lễ phát động phong trào thi đua cán bộ viên chức lao động Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng giai đoạn 2021-2030 và triển khai chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thị xã dự. Tại buổi lễ, Công đoàn Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn kêu gọi toàn thể cán bộ giáo viên, người lao động trong toàn trường chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng giai đoạn 2021-2030, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên đội ngũ đoàn viên công đoàn, cán bộ, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn Thanh Hóa trong công tác, đồng thời biểu dương điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hay từ phong trào thi đua học tập nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cán bộ đoàn viên, cán bộ viên chức, lao động. Tại buổi lễ, Công đoàn Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn đã ký giao ước thực hiện phong trào thi đua cán bộ viên chức, lao động Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030 và phát động triển khai chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển. Ngày 27 tháng 4, Hội Phụ nữ xã Tân Trường tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có đồng chí Lê Thị Hường, Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã Tân Trường. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Trường và Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghi Sơn, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Tân Trường đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, hai cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được nhân rộng như nuôi lợn nhựa tiết kiệm, quỹ đàn bò tình thương, xây dựng quỹ hội, thu gom rác thải nhựa làm sạch môi trường, gây quỹ giúp phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch gắn với xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Hội đã chọn chủ đề ba sạch về vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận động các hộ gia đình hội viên trồng được trên 1,5 km đường hoa thay cỏ dại ven đường. Với phương châm đại hội đoàn kết, tự tin, đổi mới, phát triển trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Trường đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ phụ nữ phát triển và hội nhập, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả và tham gia xây dựng đảng chính quyền, vận động thực hiện bình đẳng giới. Trên tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã Tân Trường, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Phụ nữ thị xã Nghi Sơn sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Honda Phát xin kính chào quý khách. Honda Phát là cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm với 8 đại lý trên toàn quốc. Honda Phát này đã có mặt tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa với đại lý Honda Phát 7, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, đối diện Vincom Tĩnh Gia. Chào hè 2021, Honda Phát dành tặng ưu đãi đặc biệt cho quý khách hàng như sau:
tặng ngay mũ bảo hiểm có kính chắn gió và móc khóa cho tất cả khách hàng mua xe. Vòng quay 100% trúng thưởng, cơ hội trúng điều hòa nhiệt độ cùng hàng ngàn phần quà hấp dẫn khác. Cơ hội sở hữu xe côn tay WinX giá chỉ 15 triệu đồng, áp dụng cho khách hàng đặt cọc mua xe từ nay đến 30 tháng 4 năm 2021. Mua xe online qua kênh Facebook giảm từ 300 đến 500 nghìn đồng. Đặc biệt, mừng đại lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, từ ngày 25 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5 năm 2021, khách hàng khi mua xe tại Honda An Phát được tặng phiếu quà tặng trị giá đến 500.000 đồng, áp dụng cho khách hàng có giấy chứng nhận gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, tặng chai dầu khi bảo dưỡng toàn phần xe máy. Ngoài ra, nhằm hỗ trợ khách hàng có nhu cầu lên đời xe mới, Honda An Phát triển khai chương trình thu cũ đổi mới, thu mua xe cũ giá cao, thủ tục đơn giản, nhanh chóng, hỗ trợ mua xe trả góp. Khách hàng làm dịch vụ sửa chữa lần đầu sẽ trở thành thành viên của Honda An Phát với các đặc quyền như sau: có ngay 30.000 trong thẻ thành viên, áp dụng cho lần sửa chữa tiếp theo, tích lũy đến 15% đối với các lần làm dịch vụ theo các hàng thẻ, rửa xe miễn phí, mua xe máy, sửa xe máy đến ngay Hưng Phát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.